Bích Hương xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn nha. Thì chiều hôm nay á là mấy chị em có Hương á đi chọc ông này nè, rồi xong rồi lấy ông này mình đi câu cá. Giờ Hương mời cô chú anh chị các bạn cùng đi câu cá với mấy chị em của Hương nha. Giờ mấy mình đi làm lại cái lúc trước mình câu một thời luôn á. Giờ quay lại mình đi câu. Giờ câu với xong trước đi, nếu không có thì mình ra làm sao. Trời ôi. Trời chứ mưa kìa. Em biết con ông non này nè, cái này là ông bằng á, nó đóng theo vách nhà nên mình để cũng không có được, nghe cô chú mình phải chọc nếu thôi lâu lâu ra cái nó quất vít cái nên là mấy cái này thì mình vừa chọc cho nó tiện rồi mình lấy cái này mình đi câu cá luôn. À, mấy cái con ông non gì nè, à, mấy con cá nó khoái dữ lắm nha. Ê làm như hồi đầu khóm chị đi chọc á đâu có ông đâu, làm như nó biết tháng này mình đi câu á nên là nó có ông nè. Rồi giờ mình đi câu thôi, tranh thủ. Rồi lấy mồi đi, bắt mồi đi. Cần câu này là trường làm nè. Lên Hugo hả? Tường làm. Ủa Tường có mồi chưa Tường? Ê, mình nhìn mình còn thích nữa. Nó nhỏ 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 nè. Xong, chị xong đó nha. Mà nay lấy câu nha, coi địa bàn nha. Mấy giờ nè? Lầu cột nè. Và tháng này nước trên ruộng chảy xuống nó cũng hơi đục, nó mong biết có không câu đại đi mấy chị em. Ê, sao thấy em ngu rồi ha, cái mà tháng nước lên nhiều lượt trước kìa ụt bấm bấm luôn nha. Rồi cá nó mới quặn vào bá lửa luôn. Mới vừa đi ra câu mưa tới rồi. Em mới xách cần câu ra câu thì mưa tới rồi. Đợi tí xíu coi ông trời có tạnh mưa không rồi lại mấy chị em lại tiếp tục đi câu. Mà mưa này chắc tới tối luôn rồi. Quả wow. Nghĩ không? Gió quá trời gió luôn rồi. Không, cái mương này làm như mương động nè, nên là không có cá nhiều bằng cái mương mà ấy đâu. Mương này nước ra vô. Nãy giờ chưa khai được con nào hết trơn á. Bộ môn câu cá này là cái bộ môn mà thử thách lòng kiên nhẫn và chờ đợi. Đập ra vụ cá lại. Chết rồi, mưa dữ rồi. Lạnh quá vậy. Ê, dính con cá là glass luôn nè. Ơ, dính cho con hả? Ủi, ui sao nó hay quá vậy, hai trời mưa này nó ra. Ui, cái con xấu luôn kìa. Thời giờ rồi, phải là trong phòng đến ăn thức ăn thôi. Ừ, cái con này ăn thức ăn nè. Nhưng mà cái cô đồng á. Chứ đâu có nuôi ngoại nó đâu. Ô được cuốn lần hai. Ôi trời ơi. Hai lần để dẫn xong nha. Dẫn cho cô vui vậy. Ừ. Ở cái này trong mụn ha. Dạ đúng rồi. Ờ em câu trong mụn hả? Câu hoài. Nó chở ngay chứ em tưởng là câu được cá gô cũng bự lắm nè cô chú anh chị các bạn ơi. Hương á thì câu dính con cá thắt lát nha. Thì là trong ao quá nhưng mà này nó tự nhiên nó vô thôi. Ừ. Ừ sống mà loại tụm tụm nó tụm luôn nghe chưa. Hương á thì câu được con cá thắt lát, em Tường á thì câu được con cá gô về được hai con rồi. Thì tưởng đâu nãy giờ trời mưa không câu được nhưng mà cũng hên được hai con rồi. Hy vọng là từ đây tới chiều được cá nhiều. Hương móc mồi để tiếp tục đi câu. Thấy mê quá rồi, mình phải cạnh tranh với mấy tụi nhỏ mới được. Thấy mấy đứa nhỏ thì thôi chứ nó hay lắm nha cô chú ơi, ở dưới quê mà mấy đứa nhỏ ha. Nó đi ra đồng ra ruộng nó câu cá nó bắt cá hay dữ lắm. Thì Hương đang câu là cái ao này là cha thả cá diêu hồng với lại cá tây tượng. Hôm bữa hổm thì nó cũng đi hết ít rồi nhưng mà còn ngách lại nha. Này dữ có khi nào chết nó bu lại cái ao cá nuôi nó câu không vậy? Này hả dữ sao với cá diêu hồng mà bắt đem lên làm lẩu ăn luôn. Ừ, hay dữ lại, con cá nó màu hồng luôn, hay dữ lại.
nổi bài bày luôn kìa. Ê, 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 dính, dính. Ôi, cái gì đây, cái gì đây? Hay cá tư tưởng hay cá? Ê, cá ngủ phi. Trời ơi, nó dạy được cá ngủ phi về. Trời ơi, dứt nát. Yeah. Gió thổi nó quay vòng vòng cái mặt. Ờ, con cá gió nó thổi nó quay vòng vòng luôn. Ê, hết hết hình này con kèo cá đuôi cái xóm nhà mới chìm đi câu. Ôi, dính cá ngủ phi này uống luôn luôn rồi nè. Đường dứt nát dữ chưa. Đây, con cá ngủ phi và vui quá cô chú anh chị em ơi. Thương hai được hai con rồi nha. À, cá ngủ phi với con cá thác lát. Lấy cái thùng mồi lại luôn à, bé ơi. Để đây nè con. Hút ơi, anh Tâm câu dính cá không mày, gáy cần câu luôn rồi kìa. Ê, coi chừng nha. Anh chạy đem ra lưng đi Tâm ơi, đem ra lưng đi Tâm ơi. Em ra lưng Tâm ơi. Ê, lấy cái gì. Trời ơi, đưa nhận câu kìa, chết rồi tụi ơi, quá rồi, gãy cần câu luôn rồi kìa. Ôi, trời ơi, lại lập công, lại lập công, lại lập công. Quá dữ rồi. Quăng bỏ cần câu này luôn đi. Ôi ơi, ôi trời mưa bão quá kìa, đi lùi lùi, ôi cái gãy cần câu luôn. Ôi, trời ơi, con cá này con cá khủng quá à. Trời ơi, con cá này giờ thấy sợ luôn nha. Ê, có chừng đứt đứt lưỡi câu không? Trời ơi, con cá này biết. Ôi trời ơi, năm ngón tay luôn. Ôi, trời ơi, con cá không tí xíu thì trời mưa thấy dễ. Trời ơi, nó ham cá thì câu rồi, cho chừng dính mấy cá còn chín nữa nha. Trời ơi, nó khoái rồi. Dính cá bự quá nó mê. Một cân bảo vừa đổ bộ về Kiên Giang. Mấy anh chị em là cứ chạy vô đây trú mưa. Nè, cái trời của Hưng bây giờ là nó tạt hết trơn rồi cô chú ơi. Giờ không còn cách nào nữa, tại vì đây là mình cắt ở ngoài. Trời thôi lôi. Mình cắt ở ngoài trời thôi lôi á cô chú anh chị các bạn. Rồi cắt xong thì không có cái gì che chắn được hết, chỉ có mỗi cái nhà này thôi. Gió lớn quá thì Hương cũng rất là sợ luôn. Lạnh quá. Ở sao vậy? Gió dữ quá à. Ôi tóc mấy nhà lên luôn kìa, tóc lên luôn kìa. Con gió đi qua đi lại cái nó tóc lên. Nắng bạc á, hít lên trên chút xíu nó à, mà hả nó vũ tới mà tưa tải vậy luôn cái nè. Cái này là tấm bạc là rất tiền lắm á, mà nó vũ riết rồi banh hết trơn luôn nè. Gió trời gió Hương cũng không biết làm cách nào luôn. Rồi ở phía sau nấu ăn của Hương là bây giờ tạt sạch sẽ luôn, không còn cái gì hết. Dù mặc dù đã che rồi. Đây. Ui. Cái này cái kệ chén cho anh chưa sửa lại nữa. Với Tâm nó chổi đỡ vậy á, chứ hồi nãy nó sụp sệ lắm. Tại gió này nè. Vụ cái dàn chén luôn vậy, ngoài này là nó tạt vô hết trơn luôn. Đang suy nghĩ cách để làm sao mà đừng cho nó tạt cũng không biết sao nữa mà mưa ướt hết rồi. Đứa em có Hương á, đi câu nữa, mặc dù trời đang rất là mưa nhưng mà dính cá nhiều quá nó mê á. Thôi em thấy đi Tường. Lạnh lắm nha, thôi là ướt mình hết nha Tường ơi. Trời này gió lạnh lắm đó. Thôi kìa. À, Phúc kia nó đổi cái thao lên nhìn đi Trang con ngựa luôn. Đây chị xách cái thùng mồi ra luôn đi. Chị nào mưa xách vô. Được chưa? Cầm nha. Cái gì vậy? Em đâu vậy? Đây thùng mồi. Cái dầu khủng. Ở đâu còn cần đâu? Ủa cái cần chi quăng ở đằng kia, chị thấy cái cá bự quá chị quăng cái cần đằng kia luôn chị, xót con cá bự liền. Từ 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 từ. Được 5 con cá đó chứ bộ. Trời ơi, cuối cùng cũng tạnh mưa nữa rồi. Săn quần lên cái. Ê, mưa xong cái sáng trời quá
đâu ta? Ê, cái gân cong này gãy hơi lụm lại móc làm tóm lại có gì đâu, cũng còn cái độc mà. Dạ, giờ Hương gỡ con cá này ra. Con cá này là em Hương câu được, mà Hương chạy lại Hương giành công. Hương quăng cái gân câu của mình luôn. Thấy cá nó mê quá. Con cá này nó bự nè. Đây. Ôi. Bự quá. Qua đâu rồi cái lưỡi vậy? Trời ơi. Chị Hương ơi. Em câu dạ, được cái gì? Cá trắng. Wow. Gì chứ nghe dính cá là mê dữ lắm. Cá trắng ha, cá trắng hồi đợt đó cái mương bên đây nè. Phúc ơi, em mà câu thấy mê luôn mà giờ nó ngập nước đi hết rồi. Lấy cái này ra, ủa chị Tâm rồi. À, chị lấy cái này lại, chị tóm vô cái cây lại mình câu tiếp tục. May quá găng thiệt không sao. Đi tóm vô cái cây mình sử dụng tiếp. Ôi là trời. Ông Chính nói hả, một hơi tôi dắt cây tôi gượt với mày chạy không kịp hết. Câu này là câu hên xui. Tại cục phao nó bự hơn cục mồi. Với lại cái diều hồng nó ăn ở trên mặt nước á. Nên nó thấy cục phao nó ghĩa à. Trời ơi, giờ này mà không thấy đường. Không thấy đường. Chắc chị cậu con quá. Chắc cậu con quá. Ủa? Ủa gì dạ? Gì vậy Phúc? Dính con gì vậy Phúc? Rồi dạ xong rồi Hưng tóm lại cái câu rồi nó gãy cái khúc đọt rồi. Hưng là Hưng lấy luôn. Cái thùng mồi đâu? Ê, nãy ấy nó câu trong mé hả? Câu trong mé hả ấy? Câu này chắc hên xui. Hên nước tử nó dính cá. Dính con gì? Ê con cua nó lên ăn. Ê con cua nó ăn mồi của chị nè. Ê con cua nó ăn mồi kìa. Ui ui. Ê con kìa. Ê chị sợ nó kẹp cà, kẹp câu của chị. Ê con cua nè. Giữ con cua. Ê hai ba con cua lên bọ luôn kìa Phúc ơi. Ê cua kìa. Cua kìa, cua kìa. Nè em cặp cái bờ lúa kìa, cặp bờ lúa kìa. Nó đang con nè. Thấy chưa? Em thấy chưa? Rồi con này nó ê kìa, kìa kìa. Chị thế nào? Ô con cua này hợp mất tiêu rồi. Ôi trời ơi, đây nguyên bầy cua luôn rồi ơi. Thấy gì đâu? Cực là ăn cá hay vậy? Cua đi rồi. Dính giờ, dính giờ. Bắt cua luôn em. Dạ dạ, kẹp vào trước mặt. Lôi nó lên luôn. Kẹp. Kẹp nhỏ là ui kìa kìa kìa. Ê chết rồi, dính con gì đây? Chết bà ơi, chết bà ơi, dính con cá. Dính con cá tùy tưởng quá cha rồi. Không mà nó không có ăn sâu đâu nên không sao đâu, thả lại sóc chân à. Quy ơi, làm gì đem cho chị con mồi với thôi. Ờ con cua được con, đâu rồi con cua. Câu cá dính cua luôn. Ghê chưa đem cho chị miếng mồi đi. Miếng mồi đó, nguyên cục ong á. Được, được. Về 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 về. Quá cụ. Rửa sạch rồi. Quá đi đâu hả? Câu trong bài là sẽ có cá gô hay câu. Ê con cá trắng. Cái câu em ra chép luôn.
rồi dính cỏ luôn rồi. Đâu vậy ta? Sảy cá trắng uổng quá. Ui, cá diều hồng kìa. Cá diều hồng nổi cái măng kìa. Cá diều hồng dạng quá à. Ui, nó bay trong cái bờ nhóc hết trơn kìa. Cá diều hồng con gì? Không dính rồi. Anh giữ mấy cá diều hồng thử anh. Mấy cá diều hồng nó ăn liền chứ giỡn à. Câu đây lại coi. Trời ơi. Gì? Dính con cá gô phi nó gãy cần câu luôn anh. Ê. Trời trời. Ủa em câu bên đâu vậy? Bên đây luôn hả? Bên chỗ cái lục bình hả? Thôi trời. Câu dính cá gô phi luôn coi nè. Ui ui, bữa nay mấy chị em mình không tính ra thu hoạch được cá cũng khủng đó nha. Mấy cá gô phi nè. Câu dính cá gô phi và cũng đã gãy cần câu như cô chú. Này là câu là chủ yếu để làm cá gô thôi, câu cá gô thôi. Nhưng mà mấy cá này nó dính luôn, gãy làm gãy cần câu. Ê, nó nghe nó quấn như vậy luôn nè. Rồi em bỏ cái thùng đi. Trời, em bỏ cái thùng. Ơi, nó bị dính cần câu á. Nhỏ dưới trời. Nãy giờ có câu dính con cá à. Cá trắng là tưởng nó cá lồng tông thôi chứ hả. Em tính ra câu ở đây vui nha. Cái hải là đi gì? Mà cũng gọi là cũng có thành quả rồi. Thôi thả lại đây đi. Thả lại trong này lại đi. Nãy giờ chị cũng mấy con cá trắng là nó xảy rồi đó. Ờ, mấy con cá nó ghẻ nó phao kìa. Ờ, ngay nó câu. Em làm giống như chị luôn phải không? Bỏ cái đọt cần câu phải không? Trời mưa này câu cũng được cắt khủng nha. Bữa hổm cá chốt kìa, mới mê dữ nữa mà không được câu, uổng gì đâu á, nổi bầy bầy luôn. Rồi xong tự rồi cái đầu nó đi ra hết luôn. Hút ra dính được cá trắng nha. Mình nhớ lựa người sao nha. Mớm nhỏ giống hút kìa, nó dính ra con nhỏ. Cái diều hồng kìa, nó nằm sát bờ, nó thủ, nó chờ ăn kìa. Đâu đổi bên này lại thử coi nãy giờ. Trời, dính con cá trắng gì coi cho nó im cái coi. Ê, con cá trắng nó gớt nữa rồi. Đây, con cá trắng để tực là giật lên đi là cá trắng đó. Còn mấy con cá kia nó ăn mạnh lắm. Biết ý rồi. Mấy cá nhỏ là sẽ ghẻ. Thế như mình đem mồi đút vô miệng cho mấy con cá nó ăn từ từ vậy đó. Thấy mình rảnh ghê chưa? Chưa. Đi qua câu cái giờ luôn hả? Cái gì? Con cua hả? Hồi nãy chị cũng câu dính cua nữa đó. Cha ơi, con xin lỗi cha. Hay vậy? Lại dính cái gì mà để tôi. Nó dính xong á. Nên rút lên gì đây đi. Chết rồi, con này nó dính ăn xấu à. Sao vậy? Mới vừa làm chị ngát xong. Chuẩn bị ra phi lên con cua vô. Là sao? Ôi, dầm mưa nhiều quá mấy đứa ơi, không mấy mình vô đi. Nhiều cá nó được rồi. Không cá cũng lại. Thôi.
Hồn ghế bạc bạc luôn. Chị dính được con cá trắng rồi đây. Cái này là con cá mè dinh con. Mè dinh con. Ôi 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 ôi. Uống nó uống nặng luôn. Trời, cái này phải được nhiều kho lạc cái giá nha. Trời trời trời, con cua. Con cua, ôi con cua, con cua. Mày tự đâm đầu. Ừ, nãy giờ cua nhiều lắm nha. Coi chừng mưa ngập ruộng luôn á. Rồi xảy luôn rồi. Tức tức á. Nãy giờ ngồi đây là cua không biết bao nhiêu con luôn. Cái trắng nha. Thôi cái này câu nãy giờ chắc cũng được đâu bởi như là gần có chục con rồi đó. Mà cá khủng không nha. Bữa nay Hương câu được cá khủng. Có mấy cá mì dinh là cá con thôi. Chắc là vô mấy đứa thôi. Giờ này cũng trễ rồi đó. Mình đi chuẩn bị đi bắt ếch nè. Đi bắt nhái nè. Mấy cái mồi này mình chừa lại đi, mai mốt mình câu. Nhiều đây cá thì cũng đã đủ vui và đủ ăn rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Giờ thì Hương cũng chiều tối rồi, Hương sẽ vô nấu cơm chiều cho cha mẹ Hương ăn. Còn mấy đứa em thì câu cá dính mê quá nên là vẫn còn câu. Thì Hương để cho mấy em câu đi, tại vì mấy em cũng không có làm gì hết. Thì giờ Hương sẽ kết thúc video tại đây. Hương cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết video của Hương nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo. Và nhớ ủng hộ, đăng ký kênh và xem cho Hương xin một like nha. Trời mưa tới rồi kìa. Đi vô, trời nó đi thui cái cảnh kia luôn kìa. Em chăn cưng quay cái cảnh kia.